chỉ đen xin vàng, mông vàng nữa. Này tăng sơn bằng cái đồ căng sơn chuyên dụng các bạn ha, RK này, đồ tăng sơn của RK luôn. Cái bữa mình nói là Motion Pro, cái này của RK luôn. Cái này là sợi sơn RK mới thay. Dĩa 43 răng nhôm. Nhông 14 của RK luôn. Mười ly xong đi, chút xong đi. Tại giờ cũng không làm việc gì con này giờ cũng không gửi nó đi ra là mặt lắm á. Rồi, này tăng lên cho cái độ này nó chính xác nè. Độ này được đề nghị là đẩy lên và hạ xuống như vậy là 3 cm. Khoảng này nè. Có vẻ nó hơi căng đó chứ. Hơi căng không? Không, cái này chưa đâu. Cái này là phải đúng con nữa. Mà thực ra nó đâu cần phải căng cứng vậy. Cái thước đo phải chắc 23 thôi. Khoảng 30 đi, xin mới mà. Nhẹ nhẹ thôi, đừng chặt quá. Đúng rồi, chặt đó. 30 nè. 65 mà gần 70. 60 thôi, 60. Không còn kéo mặt. À, em xíu nữa. Lấy cái kia kiểm tra. Đây, ok. Rồi, cái này, kẹp nó vô cái dĩa các bạn ha. Này, giúp tay. Ok. Đang quay. Rồi, mình sẽ, này cái góc này hơi khó nhìn chút. Giống cái cây thép này nè. Nó song song với sợi sơn. Nếu mà nó bị méo á, ví dụ cái dĩa này mà bị méo á thì nó sẽ cái góc này sẽ đi ra ngoài. Ở đây là mình phải giống cho nó song song với sợi sơn. Đó. Này thì cách bằng chỉnh thôi chứ còn này hơi khó nhìn. Hơi ấy chút xíu đúng không? Đó là mình phải xíu chút. Hiện giờ trong cái này là nó đang lệch cái cây nó đang xỉa ở bên đây chút nè. Tức là mình phải bẻ cái dĩa này về đây, tức là xiết cái này xả ra, xả con ốc bên này ra nè, để cho cái bánh dĩa nó trả ngược, nó đang dĩa trả về đây. Rồi, chút nữa xả ra. Sao lại còn tí xíu nữa, xíu một phần rồi. Ok. Đó. Là thẳng ở đó các bạn. Rồi. Kiểm tra lại độ trùng hồi xíu thôi. Này, kiểm tra lại độ trùng của cái này là hơi công phu xíu rồi. Rồi ok, chuẩn rồi. Ok. Xíu cốt vô. Lấy cái tờ như nóc tài nè. Này vậy, như vậy thì cái này nó chuẩn luôn ta. À, bạn thấy không? Này là xe mới nè, nó khích địch luôn nè. Tức là cái độ cốt này nè. Hôm bữa mình lay mình không có cái đồ tăng sơn thì mình dùng cái thước cặp mình cặp cái vị trí tại đây nè. Đó. À, ngay đây nè ha. Đây sát nè. Rồi qua bên đây thử. Lấy cái cờ lê lật cho ta. Lấy một cây cờ lê chặn. Đó, là nó y chang luôn. Đó, là trong trường hợp mà cái này là cái xe mới, nó rất là chính xác. Chuẩn luôn. Còn nếu mà trong trường hợp mà cái xe nó không có chuẩn thì nhiều khi cái ốc này nó không có đều. Nhưng mà mình canh theo cái cách này là chính xác nhất.
lấy cây chẳng này nè. Canh theo cái có cái đồ này canh thì ổn nhất. Thank you.